Kênh Gió Động cả nhà ơi. Hôm nay cả nhà ơi, Quy vừa nghĩ ra được một cái trò tròn cả nhà ơi. Thì hôm bữa Quy lên mạng, Quy vô tình Quy lướt được thấy được cái này cả nhà. Cái ngón tay giả cả nhà. Quy đặt liền hai cái cả nhà. Giờ Quy vừa nghĩ ra được một trò. Quy sẽ kêu bây giờ Quy kêu Út cái đã cả nhà, nói cho cả nhà sẽ nghe luôn cả nhà. Có thấy gì không? Đâu ra cái gì? Cái gì vậy? Thi đố Đây là đi. một cái ngón tay. Ngón tay người thiệt á. Ở đâu vậy? Còn sáng con đi tiểu rồi con bươi bươi thấy. Trời Xạo mình. ơi, thấy nó trồi lên, trời ơi nhìn gớm máu me không à. Gớm mà. Trời, có khi nào là một vụ án không? Xạo mất nghe. Gì Nó mà chơi với Út thôi chứ cái này con đặt trên mạng nè. còn bạn cái vậy Còn về con cho nổng chơi với một phát chứ gì. cho này Con cho mới nổng ổng à mà con lướt lướt nói TikTok. Ủa lộn, con lướt lướt trên mạng con thấy nè. Mình nhìn nó thấy gớm sẽ... nhìn, nhìn nó giống như Út. ngón tay thiệt vậy. Sao Giờ con Út ra Út nấu mì rồi bỏ cái này vô. nấu Cũng mì như bỏ xúc vô xích và giả bộ như xúc xích vậy. Chỗ không ăn. là cho nổng với phát phải không? Ừ. Ok, nhưng mà mình phải làm cho nó giống, nó phải thấy ghê mới được, Làm gì phải vậy? có máu 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 đỏ đỏ nữa, vậy là nhìn Sao nó có mới thấy máu ta? ghê. Ê, để tao đi bộ bản tao kiếm trà nước sơn của Đúng tao rồi, nước có. sơn móng tay hút á. Thôi cả nhà theo dõi hai cô cháu mình nha cả nhà, Móng tay. để đi kiếm. Út đem qua đây nè, để sơn luôn. Ok, vậy đợi tao xíu nha. Ừ. Thì cả nhà kiếm được một cái chai nước sơn màu Màu đỏ đỏ đỏ. nghe, màu đỏ nghe. Màu Thì gì vậy? màu thấy không biết màu gì, nó chắc hình như màu đỏ á. Để coi thử nha. Không lẽ màu hồng đúng không? Máu mà màu hồng. Có đâu. Màu đỏ. Bẹt ghê không bẹt? Màu đỏ rồi cả nhà. Ghê Ý. không? Ngón tay. Để như sơn lên cái ngón tay cho nó nhìn nó cho nó thấy ghê chút xíu rồi cả nhà. Sơn sao? Sơn hết nguyên ngón luôn hả? Không, Sơn... mình sơn ấy cũng Ê, con nhớ nhà mình còn cái gì còn chai tương ớt với bịch xúc xích á. cho tiên nó xích hả? Ừ. Hay không, mình cứ làm cho nó hơi hơi gì nghe cả nhà, Cho dính máu đó cho rồi. nó giống như là máu vậy đó. Làm cho nó mình khoái lắm cả nhà. Bữa hổm ở nhà nhớ không, ổng cho mình đó cả nhà. Ơi, coi chừng Bữa ông nay mình ôm sẽ thiệt á, ông bữa ôm nay nhỏ mình nào sẽ thiệt. cho nó lại nha. Cả nhà nhớ xem video, nhớ ủng hộ cho Kênh mình Gió nha cả Động đi, nhà, nha kênh cả Gió nhà. Động nha cả nhà. Vậy đi, vậy đi ha. Đó, vậy đi. Hết ngón luôn được. Thôi hết ngón gì, hết ngón mình phải chừa cho nó có Ừ, cái móng đúng rồi. nhìn nó mới thấy ghê chứ. Đây nữa mày Út. Nè mày cầm này đi. Đây. Ý, ghê quá. Cái này dòm không kỹ tưởng thiệt không. Nhìn nó giống lắm cả nhà. Giống. Ủa sao mà mày thấy này mà mày mua được vậy? Trời, con dòm con muốn hết hồn. Trời Thấy ơi. mấy nhỏ này nó chơi rồi con mới nghĩ ra rồi con đặt về liền luôn. Cái gì chứ, cái này tôi khoái lắm, Phải lắm mà. cho na này, cho là tao khoái lắm. Bên phải không bên? Ừ. Bên phải bên phải bên đó. Nè. Ê gọi cái này nó khô không ta? Khô khô không Đó cả sợ mà nhà, sợ nó bay màu á. mình sẽ quét nó lên nha. Đó cả nhà thấy không, giống không cả nhà? Ai cầm đi. Ê con nghĩ ra. Cái gì? Út là lấy xúc xích ra, Út nhét vô cái thằng của nó. Xúc xích hả? Ừ, Ừ. cho giống như thịt người Xúc xích. luôn. Giờ Rồi cái mình đổ miếng tương ớt vô. bây giờ mình đi với mình nấu mì. Mình kêu ổng cái đi. Khoan. Mình kêu mày, mày đi ra ngoài mày đặt máy đi. Ok. Đặt máy cả nhà, đợi mình đi xíu ở nhà nên cho nó đi ra ngoài nó đặt máy nha cả nhà. 2000 years later. Lộc ơi. Ông ăn mì không? Tôi nấu mì cho ông ăn nha. Ai nấu vậy? Sáng giờ chưa ăn cái gì nấu nha. Phát ăn không? Con ăn luôn mọi người. Rồi để tao nấu cho. Út ơi. Bây giờ Út lấy bột xúc xích nhét vô. Đây nè cả nhà. Xíu. Này, nhìn thấy ghê quá cả nhà. Má kia kéo đi. Má kia kéo đi. Nó cắt. Ghê quá. Nhìn nó giống như thầy vậy đó. Cũng giống thầy của mình. Xúc xích là nhưng mà cắt cho thầy nhét vậy. Ôi ôi con. Út để giờ nào mà nó đông thành đá luôn. Tao mua bữa giờ đâu. Thôi kệ đi.
Dạ được hết đâu. Mình đâu có ăn đâu mình sợ. Mình cắt cái này ra làm hai. Cắt cái này ra làm hai cả nhà. Xong mình nhét vô. Ê tao thấy nó bự quá vừa mày. Ê bự. Cố gắng nhét vô. Nó bự quá rồi sao nhét. Út cắt gì vừa. Ê Út gọt bớt được không? Gọt hả? Ừ đúng rồi. Gì nó dính đai đó chứ. Dạ cắt cái này nhỏ nhỏ. Nhét vô. Đỡ rồi nha. Sao nhét tương ớt chưa? Ăn tương ớt mình thì mình xịt ở ngoài á. Mà chưa có ấy mì nữa kìa. Xé mình trộn. Giờ để mình đặt máy dễ hơn cả nhà. Nhét vô. Gì nó dính. Khó đặt máy quá. Nó được hai cái rồi cả nhà ơi. Sao sâu vô được không? Sâu giống được. Tại cái này, cái xúc xích này bự quá. Mà cái đó nó nhỏ quá nhét cái nó không được. Ờ ok. Giờ bắt mì. Bây giờ mình đi nấu mì. Ừ. Giờ mình nấu mì đi ra cái kéo đây. Nhanh lên. Nhét sâu vô. Thế ông nhìn ông thấy ông hấp dẫn đồ có xúc xích đồ ông cắn như một cái ông nhòm kỹ rồi trời gì trời ơi tới con chuyện tao con nhìn con thấy ghê bỏ vô luôn đi. Ủa đó mình cho mình sắc dao mình bỏ vô nó cả nhà cho nó hấp dẫn nha. Bây giờ con ra ngoài. Con ra ngoài con nói chuyện với ảnh trước nè. Ok, ok, đi đi. Có tụi mày cũng kêu một bưng nữa. Tiếng tao, con hai tay xong con bưng bụng mày nè. Quá, không biết gì. Ăn không chịu vô bưng mày. Các bạn. Các bạn ngồi ăn nha. Để lên bàn nha. Trời, có ở. Không chết lẹ. Mẹ không được. Mẹ đi. Mẹ đi nè. Đâu? Đâu? Anh biết đâu, đi nhậu đâu. Con đi nhỏ rồi. Dạ thì con nóng lắm, nóng lắm. Con nấu. Mày gái mẹ ăn hậu chứ. Nó sẽ con đứng rồi. Nóng rồi. Con đứng mà thôi. Ủa, gì? Nãy mới chụp gì vậy? Nãy mới chụp gì vậy? Thôi em đi, con đang ngồi. Mì bên đây. Ôi, nhìn thấy này cũng là cho Huy nửa tô đi. Ờ, cho Huy nửa tô. Nóng rồi. Đây nóng nó coi mì mới được cái lông này con mì. Con ăn mì đặc. Nè nóng. Ngon quá. Ngon rồi. Ngon. Tao nấu còn ngon sao được. Nè. Thôi cho nó ăn. Nè, đồ ra cái gì? Để đi. Nó dặn rồi kìa. Ủa, như có xuống thích luôn cái gì hả? Có, dưới hả? Ủa, có xuống luôn. Yeah.
cái gì? Rồi bể ra cái tô rồi. Nhìn cái này nhét vô đây nữa nè. Ăn sực sực đã luôn. Này này ăn gì nè. Rồi ăn đi. Nè, này ăn đi, ăn vô không? Ăn vô. Này ăn vô không? Ông nội tao á. Máu rồi nó. Ý trời ơi. Cái này là máu không? Có là cái này là nước sơn của tay. Sơn, sơn mà. Sơn ăn vô bệnh chết luôn. Trời nó ơi. Khô lại rồi. Nó khô rồi. Nhớ nghe. Ừ. Bye. Thành công rồi cả nhà. Thành công rồi cả nhà ơi. Like một like luôn. Nói like thôi. Cả nhà xem video nhớ ủng hộ cho kênh Nhớ Đồng nha cả nhà. Mời con còn thấy nguyên cái bàn tay giả luôn rồi mời. Bye cả nhà. Bye cả nhà.